Tới bây giờ mà mày mới học khôn ra được cái trình độ ngoại ngữ của con ếch ngồi dưới đá giếng rồi đó hả? Mày không biết chơi ngoại ngữ, vậy thì dâm bê xê cái đó thâm thâm, dâm bê xê cái đuôi thâm thâm, dâm bê xê cái que và rụng chân rồi. Zombie là thằng thắt học nhóc lâu, kể lễ lung tung. Nếu có chuyên môn, lão đại gì nếu có chuyên môn, rap lại gì nếu có chuyên môn. Bởi tại vì nếu có chuyên môn nên chắc mày nếu có chuyên môn. Khi mà phút play on the main, si vai hồ bu dấu hủy địch. Cậu ân là đấng đứng chơi, thân hồi lâu rồi bôi thành chạch. Thấu hô là mấy con gà, có con đàn bà nóng thôn khoe trình. Đâu off hand đơm đớm xin cho lính binh gà phai khả tình. Ngủ gặp lần đầu mày tao phải thanh cao, gặp lần hai là mày bút phim tao. Tao ngông lão mới cảm thấy xanh sao, mình phúc đấy phải thầy vì nó chỉ là anh tao. Tao không là người có chi phai, mày là thằng già tánh đạo bà rất với thải. Mày là thằng nghiện nhưng vẫn chưa được đi cai. Đập đá chung với anh Lết thì mặt chó đó là ai? Trời mà khai ra đồng bọn có tật giật mình kìa. Rác trắng ngọc du đạn du côn cha khinh trọng tình nghĩa. Thằng đạo đức giả lao liếm bút phim sau lần này hú vía. Nói không quan tâm là do đéo rảnh tức chưa đủ trình giết vợ đầu vả lại chắp thần kinh lâu. Mày cầm đầu nhà trẻ dạy thì trở nên khinh nhau. 2016 tao điếp giấy cho lúc đó mày muốn ở đâu. 2020 lão đại Tây Miên tự nhiên bị đè đầu, không biết chơi ngoại ngữ như check and sao là check and sao. Con mày là con trai cưng của Bảo Yếu Thảo cho chép để rep lại tao. Mày là thằng lão đại ảo, tao là top một Beagle Light. Cái gái quân ga gửi cho mày đòi tình tâm sám hối chữ lỗi đâu thay. Thịnh ganh thịnh ngâm hành, thịnh hành bởi truyền thông. Thịnh ganh gọi thịnh tanh, đàn bà mất quyền đàn ông. Thịnh ăn rồi thịnh diêm, sống một mình ngồi bàn to. Thịnh lo thịnh phản phúc, nuôi nguyên một đàn chó. Đéo có chuyên môn, lão đại gì đéo có chuyên môn, rap lại gì đéo có chuyên môn. Bởi tại vì đéo có chuyên môn nên chắc mày đéo có chuyên môn. Đéo có chuyên môn, lão đại gì đéo có chuyên môn, rap lại gì đéo có chuyên môn. Bởi tại vì đéo có chuyên môn nên chắc mày đéo có chuyên môn. Tâm trạng hơi lo khi thấy Bibo trong show mời của Bastard diễn lẹ về lẹ. Cảm ơn chương trình vậy nè. À là bích tết. Rõ ràng là cái thằng dốc học tụt quần trước gọi rap cùng homie. Bán kem chọn thương hiệu An Khê, rapper trình quyền mà hèn gì phủ tội. Thắng bi gây xong rồi hỏi nó tao là ai đi. Tao là ai để cho mày bú có fame tao đầy trong MV. Deep tao sẽ được nổi tiếng lên TV rap tình ái mật. Và cùng chính miệng mày nói thật phút đây là quái vật. Nghe tiếng chuông tâm kinh vậy mà sống cứ như âm binh. Sủa cho to xong rồi cầm nín, đó gọi là tu tâm nhẫn nhường. Nhìn gặp ginh sắp sinh đập bình ôm kinh riêng ăn một mình. Hút xong đi khám phá có thằng áo đá đó tên là Thịnh. Thịnh là có hai mặt xúc sắc có sáu mặt 21 cái lỗ. Thằng vô học tự nhiên biết giỏi toán nhưng không biết mặt lỗ có mấy lỗ. Lão đại vì mất dạy diễm trăm chai về sắm mô tô. Sống dơ và nói dốc thì cũng có ngày bị phút rây bẻ cổ. Thịnh ganh thịnh ngâm hành, thịnh hành bởi truyền thông. Thịnh ganh gọi thịnh tanh, đàn bà mất quyền đàn ông. Thịnh ăn rồi thịnh diêm, sống một mình ngồi bàn to. Thịnh lo thịnh phản phúc, nuôi nguyên một đàn chó. Đéo có chuyên môn, lão đại gì đéo có chuyên môn, rap lại gì đéo có chuyên môn. Bởi tại vì đéo có chuyên môn nên chắc mày đéo có chuyên môn. Đéo có chuyên môn, lão đại gì đéo có chuyên môn, rap lại gì đéo có chuyên môn. Bởi tại vì đéo có chuyên môn nên chắc mày đéo có chuyên môn. Nói thì nói cho nó đúng, còn cảm thấy mà nói mà không có đúng nữa thì câm cái miệng lại luôn. Không thì nói chung là cho đi qua cái chuyện. Cách mày sống ở trong cộng đồng anh em underground của mày ai cũng biết hả? Ai là anh em của mày? Ý mày nói là Dông ha? Hay là Bibo? Còn tao á, là dự án nhạc của mày sắp tới nè. Bớt sầu lo nghe thỉnh.